2 tháng 1, họ bạn thân gồm những cái tên đình đám trong làng giải trí Việt, Thúy Ngân, Ninh Dư Lê Ngọc, Ngô Quý Nguyên, Sam, Trinh Phạm và Gưu Lê đã có dịp hội ngộ ăn mừng năm mới cùng nhau. Không chỉ ăn uống vui vẻ mà cả nhóm còn chụp ảnh lưu niệm. Trong khung hình chung, Thúy Ngân và Lan Ngọc có màn đội sát bấn vơ thắng bại vì đều là những mỹ nhân nước tiếng showbiz Việt. Hai nữ diễn viên diện trang phục trẻ trung, khoe trọn vóc dáng thon gọn. Thế nhưng nhân vật chiếm trọn backline là Sam, bầu chọn chiếc đầm đỏ ôm để lộ vòng hai to vượt mặt. Sam ghi điểm nhờ nhan sắc mặn mà, thậm chí lấn lướt hai người bạn của mình. Dù đang bầu bí nhưng mỗi lần xuất hiện, Sam đều khiến nhân tình xích so với những diện mạo và thần thái tươi tắn. Nữ diễn viên sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF để có con. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, nữ diễn viên đã bị nở mụn trên mặt và lưng, thậm chí nghiến nặng không thể đi đâu và chỉ ở nhà. Ở tháng thứ 6, sức khỏe của Sam đã ổn định hơn trước. Mỗi năm làng giải trí Việt ghi nhận thêm nhiều nữ diễn viên mới xuất hiện, nhưng Lan Ngọc vẫn duy trì phong độ và được công chúng săn đón, dành một tình cảm nhất định tới cô nàng. Khi nhắc về Ngọc Nữ, khán giả thường nhớ đến nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và không ngần ngại lăn xả cho tình vai diễn. Nên như Lan Ngọc thừa nhận tăng cân, vì xui ra sao khiến nhân tình bỏng mắt. Trong bài viết mới nhất trên tài khoản cá nhân, nữ diễn viên bối rối cho biết: đừng tự ti về bản thân, dạo này tròn một tí cũng ok. Dễ dàng nhận thấy người đẹp đã ăn phận có phần táo bạo hơn so với phong cách thời trang thường ngày. Ở thời điểm hiện tại, Lan Ngọc đang vô cùng bận rộn với nhiều dự án, kế hoạch cá nhân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn dành thời gian để tập trung ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Với lịch trình dày đặc, người đẹp vẫn luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực tới khán giả để thể hiện tinh thần làm việc chỉnh chu và chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.